cách để câu cá chốt xong siêu nhiều, nhanh dính. Mời tất cả các bạn xem thử nha. Mình lựa khi con đập mà xả gần hết nước đó mọi người, thì mình sẽ câu tụi nó nha. Thả ra ngay dòng nước chảy luôn nha mọi người. Kéo, kéo, đây nữa, đã mọi người. Nữa nè. Ui, ui, đây, đây. Nữa mọi người. Câu 15 phút mà được nhiêu đây nè mọi người nè. Đó, con nào nấy bự bự không à, quá đã.